Có mấy anh em hay inbox cho mình để hỏi về cái ghe thường thường đi Bình Đại thì ai chở cho anh em mình á. Thì hiện đây mình xin giới thiệu cái bạn Tú chở ghe ở Đê Đông nha. Thì số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới cho anh em tiện lưu lại. Bạn Tú thì chở ghe rất là nhiệt tình. Anh em muốn câu cá chẽm, cá tráp, cá bóng đục, mùa nào thì bạn Tú sẽ có sắp xếp theo mùa đó cho anh em câu. Có gì anh em cứ lưu số điện thoại lại. Ok anh em.